bị cáo Trương Mỹ Lan thêm án trung thân. Với vai trò chủ mưu, phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt lớn, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tù trung thân trong giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát vào chiều nay, 17 tháng 10 năm 2024. Sau gần một tháng xét xử và nghị án, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bản án và tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị cáo trong giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát. Hội đồng xét xử đã cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu và tiếp đó ngân hàng SCB có hàng loạt hoạt động dụ dỗ người gửi tiền mua trái phiếu. Hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại tòa đã thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong quá trình xét xử, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc truy tố và xét xử các bị cáo là có căn cứ bị cáo trương mỹ lan là người chịu trách nhiệm chính các bị cáo khác có vai trò giúp sức cơ quan giữ quyền công tố cũng cho rằng các bị cáo đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của số lượng bị hại đặc biệt lớn hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường chứng khoán môi trường đầu tư trong và ngoài nước gây hoang mang mất niềm tin của người dân cáo trạng truy tố bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm là đúng người đúng tội không oan sai hành vi của các bị cáo này đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và diễn ra xuyên suốt trong thời gian dài Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã được ghi nhận và áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi đã trên 60. Thành khẩn khai báo có các đóng góp cho việc phòng chống đại dịch COVID-19. Trên các cơ sở đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án trung thân. Bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan với vai trò đồng phạm ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phạt 5 năm tù. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò đồng phạm ở tội rửa tiền bị phạt 2 năm tù. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, với vai trò đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan ở cả ba tội danh, bị phạt 23 năm tù. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, linh án 17 năm tù. Trước đó, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp mức án là tử hình. Bà Lan đã kháng cáo nhưng hiện tòa phúc thẩm chưa thông báo thời gian xét xử. Về tài sản thu giữ của bị cáo Trương Mỹ Lan, cụ thể là hai túi hơ mẹc da cá sấu bạch tạng, hội đồng xét xử cho rằng tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có nên tiếp tục kê biên, thu giữ. Trong phần tự bào chữa và nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khóc, ân hận và nói rằng cái giá phải trả quá đắt, nhưng vì đây là định mệnh nên chấp nhận.